Kinh giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con. Mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục mỗi ngày nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 6 tháng 8 năm 2021. Thưa quý bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ với giá lúa, trong khi đó giá gạo xu hướng ổn định. Thị trường tiếp tục ảm đạm chưa có dấu hiệu tốt hơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện tại, theo nhiều thương lái, việc thu hoạch lúa của bà con nông dân gặp khó khăn do tác động từ dịch bệnh. Theo đó, trong quá trình di chuyển thu hoạch lúa người dân, vướng những quy định về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 như chủ máy thu hoạch, tài công, nhân công bốc dở người thu hoạch khi di chuyển vào vùng thu hoạch lúa, phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm kể cả khi có giấy xác nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, người thu hoạch lúa phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch và không được đi nơi khác ngoài khu vực hoặc điểm thu hoạch lúa đã đăng ký nơi đến. Trong quá trình thu hoạch, tất cả mọi người tham gia phải đảm bảo 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Do đó, việc này đang khiến tiến độ thu hoạch lúa hè thu chậm lại. Đồng thời việc thu mua cũng chậm vì thương lái ngưng mua nhiều. Kính thưa bà con, tại An Giang hôm nay, giá lúa OM5451 giảm 100 đồng, xuống còn 4.800 đến 5.200 đồng trên kg. Các giống lúa khác giữ giá ổn định gồm, nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi 4.400 đến 4.600 đồng trên kg, nếp long an tươi 4.400 đến 4.750 đồng trên kg, ir 50404 giá 4.400 đến 4.800 đồng trên kg, OM9582 giá 4.600 đến 4.700 đồng trên kg. OM6976 giá 5.100 đến 5.200 đồng trên kg. Nàng hoa chính tươi 5.700 đến 5.800 đồng trên kg. Lúa nhật 7.500 đến 7.600 đồng trên kg. Nàng nhen khu 11.500 đến 12.000 đồng trên kg. Đài thơm 8 giá 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. OM18 giá 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Thưa quý bà con, hiện tại giá lúa được đánh giá ở mức thấp. Tuy nhiên, việc thu mua chậm, nhiều thương lái bỏ cọc. Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết đã kiến nghị chính phủ triển khai chương trình thu mua, dự trữ lúa gạo quốc gia để đảm bảo an ninh lương thực, giảm áp lực thị trường và giúp ổn định thị trường lúa gạo. Đề xuất này nhằm giúp nông dân yên tâm cũng như kích cầu sản xuất vụ thu đông. Bởi hiện tại một số nơi đã bắt đầu gieo xạ vụ thu đông nhưng nông dân vẫn đang lưỡng lự sản xuất vụ thu đông. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, khó khăn về lao động trong thu hoạch lúa hè thu hiện đã giải quyết được phần nào nhưng đến lúc thu hoạch thì không có thương lái đi mua. Nông dân thu hoạch xong không biết tiêu thụ ra sao và đây là vấn đề rất nan giải. Kính thưa bà con, với thị trường giá gạo, hôm nay xu hướng ổn định. Cụ thể gạo nguyên liệu IR504 giá 6.900 đến 7.000 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 giá 8.000 đồng trên kg, tấm mục IR504 giá 7.100 đồng trên kg, cám vàng ổn định ở mức 7.500 đồng trên kg tại các chợ của An Giang giá gạo thường tăng 800 đồng, lên 11.800 đến 12.800 đồng trên kg. Các loại gạo khác tiếp tục giữ giá ổn định gồm, nếp ruột tiếp tục duy trì ở mức 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 16.200 đồng trên kg, sóc thường 14.000 đồng trên kg, sóc thái 17.000 đồng trên kg, gạo nhật 24.000 đồng trên kg, gạo nàng nhan 20.000 đồng trên kg, hương lại 17.000 đồng trên kg, rasmin 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg. Mến thưa bà con, sau đây là bảng giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo. IR50404 lúa tươi 4.400 đến 4.800 đồng trên kg. IR50404 lúa khô 6.400 đến 6.600 đồng trên kg. OM4218 lúa tươi 5.400 đến 5.500 đồng trên kg. OM4900 lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng trên kg. OM5451 lúa tươi 4.800 đến 5.200 đồng trên kg. OM5451 lúa khô 6.500 đến 6.600 đồng trên kg. OM18 lúa tươi 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. OM9582 lúa tươi 4.600 đến 4.700 đồng trên kg. Nếp Long An tươi 4.400 đến 4.750 đồng trên kg. Nếp vỏ tươi 4.200 đến 4.400 đồng trên kg. Nếp vỏ tươi 3 tháng 4.000 đến 4.200 đồng trên kg. Nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi 4.400 đến 4.600 đồng trên kg. Nếp vỏ khô 6.300 đến 6.400 đồng trên kg. em 542 một lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng trên kg. Hương Châu 6 tươi 4.900 đến 5.000 đồng trên kg. OM6976 lúa tươi 5.100 đến 5.200 đồng trên kg, OM6976 lúa khô 6.500 đến 6.700 đồng trên kg, nàng hoa chín lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng trên kg, nàng nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng trên kg, đài thơm 8 lúa tươi 5.700 đến 6.000 đồng trên kg, đài thơm 8 lúa khô 6.800 đến 7.000 đồng trên kg. ST24 lúa tươi 6.200 đến 6.400 đồng trên kg. OM7347 lúa tươi 5.200 đến 5.300 đồng trên kg, RVT lúa tươi 6.100 đến 6.200 đồng trên kg, RVT lúa khô 7.200 đến 7.300 đồng trên kg, Jasmine lúa tươi 5.600 đến 5.800 đồng trên kg, lúa nhật lúa tươi 7.500 đến 7.600 đồng trên kg, OM380 lúa tươi 4.700 đến 4.800 đồng trên kg.